Xin được chuyển sang một thông tin nổi bật về y tế. Thưa quý vị và các bạn, y học ngày càng tiến bộ, cùng với đó là rất nhiều các phương pháp, các ứng dụng mới được thực hiện giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Và một trong số đó phải kể đến đó chính là ghép tế bào gốc. Với những người mắc bệnh máu thì đây có thể được xem là thần dược giúp cho người bệnh khỏe mạnh và quay trở lại cuộc sống bình thường. Và đúng là như vậy, vào năm 2015 thì ca ghép tế bào gốc đầu tiên đã được thực hiện tại nước ta. Và cho tới nay thì Việt Nam đã hoàn toàn có thể làm chủ kỹ thuật này. Trung tâm huyết học và truyền máu Bệnh viện Bạch Mai là một trong những đơn vị mà thực hiện được phương pháp này. Nhờ vậy mà trong suốt hành trình 10 năm vừa qua, bền bỉ với điều này, hơn 100 bệnh nhân đã được hồi sinh và khỏe mạnh. Và đây là thông tin được đưa ra tại buổi lễ tổng kết 10 năm hoạt động ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Bạch Mai diễn ra vào chiều ngày 27 tháng 10. Nhanh nhẹn, khỏe khoắn. Không ai có thể nghĩ chị Hoàng Thu Hằng ở tỉnh Vĩnh Phúc từng phải chiến đấu với bệnh ung thư máu từ 10 năm trước. Nhờ ghép tế bào gốc mà chị đã được khỏe mạnh, trở lại với cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên gia đình. Nhờ sự tiến bộ của y học, chị đã được hồi sinh thêm một lần nữa. Hiện tại bây giờ tôi hoàn toàn khỏe mạnh, tôi đi làm được như bình thường và vẫn tham gia trực hay là làm các nhiệm vụ của y tế. Để có được cái sức khỏe như ngày hôm nay ấy, thì tôi rất là biết ơn các bác sĩ ở Trung tâm Huyết học Bệnh viện Bạch Mai. Bà Vũ Thị Mão cũng là một trong những bệnh nhân đầu tiên được ghép tế bào gốc tạo máu tại Trung tâm Huyết học và Truyền máu Bệnh viện Bạch Mai. Đến nay, bà cũng đã có một cuộc sống bình thường và khỏe mạnh hơn. Các phác đồ thì do bác sĩ điều trị hết. Đến bây giờ tôi là đến tháng 10 này được 15 một tháng. Thì trôi đi thì sức khỏe tôi vẫn bình thường. Hiện Bệnh viện Bạch Mai là một trong ba cơ sở điều trị bệnh máu ác tính lớn của cả nước. Trung bình luôn có 120 đến 150 bệnh nhân điều trị nội trú. Theo các bác sĩ, việc điều trị bệnh máu bằng ghép tế bào gốc sẽ giúp bệnh nhân cải thiện thời gian sống so với hóa trị liệu đơn thuần. Khi mà điều trị hóa chất là một điều trị bắt buộc thì bệnh nhân sẽ bị tác dụng phụ đặc biệt nghiêm trọng, đây là giảm các tế bào máu, đặc biệt là bạch cầu và tiểu cầu. Giảm các tế bào này đấy thì người bệnh sẽ đi vào những cái tình trạng tức là bị nhiễm trùng nặng, bị chảy máu, chết khó qua khỏi. Có nhiều giải pháp để mà hạn chế tác dụng phụ này. Trong đó có một giải pháp tức là ghép tế bào gốc cho người bệnh. Sau 10 năm, đến nay Trung tâm Huyết học và Truyền máu Bệnh viện Bạch Mai đã triển khai ghép tế bào gốc, tạo máu, điều trị một số bệnh lý huyết học cho trên 110 ca. Trong đó bao gồm ghép tế bào gốc tự thân và cùng loài, mang đến cuộc sống mới cho nhiều bệnh nhân. Điều trị ghép tế bào gốc cho nhóm bệnh nhân này, Trung tâm Huyết học Truyền máu đã triển khai từ năm 2012 và đã thành công. Cho đến nay thì đây là phương pháp đã trở thành thường quy. Tôi hy vọng rằng có nhiều bệnh nhân với huyết học sẽ có cuộc sống tốt hơn và trở về cuộc sống bình thường. Chuyên ngành huyết học nó nằm trong bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh thì rất là có cơ hội để mà phát triển. Do vậy thì trong thời gian tới, đặc biệt là vấn đề cập nhật về khoa học kỹ thuật, cập nhật những cái tiến bộ mới trong chẩn đoán và điều trị, và đặc biệt là lĩnh vực tế bào gốc và gen trị liệu, thì đây là những lĩnh vực mà bệnh viện đã định hướng trong tương lai. Chúng tôi đã và đang cử các cán bộ đi học tập để có thể triển khai ở Bệnh viện Bạch Mai. Thời gian tới, Trung tâm Huyết học và Truyền máu Bệnh viện Bạch Mai sẽ tiếp tục tập trung vào các kỹ thuật mới trong khu vực và trên thế giới, mở rộng phạm vi ghép, thực hiện thêm các kiểu ghép khác, đặc biệt với các bệnh nhân không có người cho phù hợp huyết thống, ghép tế bào gốc tạo máu cho các bệnh lý không phải bệnh máu như các bệnh tự miễn, thần kinh, da liễu. Và chắc chắn, nhờ những tiến bộ của y học, từ đây nhiều điều kỳ diệu sẽ được viết nên. Sự sống tiếp tục được hồi sinh.